nếu mà cho lựa chọn lại một lần nữa, vì khán giả hoặc là cái số lượng khán giả thích hình ảnh Lâm Chí Khanh ngày xưa nhiều hơn bây giờ, thì có chấp nhận giữ cái hình ảnh xưa cho đến thời điểm này không? Tại vì nếu như khán giả thương mình, Lâm Chí Khanh hay là Lâm Khánh Chi gì, khán giả cũng sẽ thương mình. Khanh thì chắc chắn Khanh sẽ không quay lại hình ảnh như ngày xưa. Mặc dù bây giờ Khanh coi là những cái clip ngày xưa, mặc dù Khanh rất là xúc động, Khanh biết là khán giả ngày xưa rất là thương Khanh, rất là yêu mến Khanh, nhưng mà cuộc đời mà đâu phải mình sinh ra mà mình muốn cái gì mình cứ làm được cái đó. Tại vì không có bao giờ mà mình thích hai thứ đều được trọn vẹn hết. Được cái này mình cũng sẽ mất cái khác. Yeah. Nhưng mà may mắn là Khanh làm con gái, Khanh vẫn được khán giả yêu mến. Đó là do Lâm Chí Khanh cảm nhận thôi, chứ bản thân em thấy là khán giả đối với Lâm Chí Khanh hiện nay đâu có nhiều bằng ngày xưa. Mỗi người có cái suy nghĩ khác nhau, nhưng mà đối với Khanh bây giờ, Khanh thấy khán giả rất là thương Khanh, rất là thích. Tại vì thường á, ngôi sao nữ và ngôi sao nam nó khác nhau hoàn toàn. Thường bình thường ngôi sao nam đi diễn cái áp phê nó cũng vẫn mạnh hơn ngôi sao nữ rất nhiều. Dù cho một ngôi sao nữ đang đương thời cũng không thể bằng cái sức hút của một ngôi sao nam. Đúng. Nếu mà so với các ca sĩ nữ với nhau thì sức hút của Lâm Chí Khanh cũng đâu có nhiều. Và người ta chú ý tới chị cũng chỉ vì vấn đề giới tính chứ không phải vì âm nhạc. Từ khi mà Khanh làm gái về, Khanh đâu có làm sản phẩm nhiều đâu. Chính vì khi mà Khanh làm gái về, Khanh cũng chưa làm sản phẩm gì nhiều. Đâm ra thực sự ra cái thời gian đầu người ta tò mò, người ta biết mặt. Nhưng mà bây giờ là đến lúc mà Khanh đã chinh phục khán giả bằng những sản phẩm âm nhạc. Ví dụ? Đang làm những cái sản phẩm sắp tới chuẩn bị sẽ trình làng, thì mình mới biết được như thế nào. Nhưng mà Khanh cảm nhận giọng của chị khi mà giọng nữ thì nó sẽ không thu hút bằng giọng nam. Là do lúc mình làm con gái về thời gian đầu á, cái giọng mình nó chưa có điều tiết được. Nhưng đến bây giờ là mình đã điều tiết được cái giọng rồi. Tại vì lúc mình mới về, không thể mình mới về, khán giả lúc mình mới về mình ra những bài đầu, khán giả người ta chưa có sướng về cái giọng hát của mình. Đúng rồi, tại vì lúc đó mình không thể một thời gian ngắn mình có thể mình làm hoàn hảo mình được. Nhưng bây giờ thì tất cả mọi thứ đều đã hoàn hảo rồi. Thứ nhất, sắc đẹp của Lâm Khánh Chi bây giờ không thua một đối tượng nữ nào nổi tiếng trong xuyến. Đó là một điều thành công của Khánh Chi hiện tại bây giờ. Vì lúc Khánh Chi mới về, Khánh Chi không đẹp. Lúc đó Khánh Chi mới về, Khánh Chi vẫn còn cái nét nam tính của Lâm Chí Khanh ngày xưa. Tại vì mình không có làm cái gì hết, mình mới về. Mà muốn làm con gái nó phải có một thời gian dài để mình thích nghi với nó. Thứ nhất, thứ hai là cơ địa mình, cái khuôn mặt mình nó càng ngày thì nó càng nó hài hòa được. Thì lúc đầu về Khánh Chi đã xuất hiện liền rồi. Nên cái hiệu ứng nó không mạnh. Có nhiều người nói lúc đó Lâm Khánh Chi cũng không khác gì hết, cũng giống như Lâm Chí Khanh ngày xưa. Thì đúng rồi, đâu có làm gì trên cái khuôn mặt đâu mà khác. Nhưng mà bây giờ thì khác à. Bây giờ một khoảng một năm nay là Khánh Chi đã hoàn thiện về sắc đẹp của mình. Khi Khánh Chi bước ra đường rồi, rất là nhiều người xin chụp hình. Đó là một điều thành công bây giờ. Ngay từ điểm bây giờ là đã thành công về vấn đề sắc đẹp. Chị không nghĩ là người ta chụp với chị bởi vì chị là một ca sĩ chuyển giới, chị lạ hoặc là chị có cái gì đó để cho người ta vui? Không có. Đâu có gì đâu mà vui. Bây giờ mình xinh đẹp, người ta thích mình, người ta mới chụp hình mình chứ. Dạ. Sao rất nhiều người cho sĩ bước ra đường, người ta xin chụp hình. Xin chụp hình mà người ta khen mình rất là nhiều, chứ phải ta xin chụp hình cho có, không có. Người ta khen sao chị ở ngoài đời chuyện mà đẹp hơn trên tivi, trên truyền hình nữa. Không ngờ ở ngoài sao chị đẹp tới mức độ vậy. Và cả những anh chị em trong nghề gặp Khánh Chi bây giờ cũng hết hồn. Đừng nói là khán giả. Đối với chị cần khoảng thời gian bao nhiêu nữa thì cái sắc đẹp nó ở độ chính, hay là như vậy là đã đẹp? Bây giờ là đã hoàn hảo rồi. Dạ. Đối với Khánh Chi thấy bây giờ là đã hoàn hảo rồi. Thật sự mà nói nha, khán giả nữ ngày xưa thích Lâm Chí Khanh ngày xưa rất là nhiều, nhưng khi mà chuyển giới là mọi người rất là hối tiếc, mọi người rất là hụt hẫng. Nhưng bây giờ mọi người thấy mình hoàn hảo về con gái thì mọi người cũng vẫn thích như thường. Hiện tại giờ rất là nhiều khán giả ngày xưa gặp Khánh Chi bây giờ vẫn nói. Là bây giờ kiểu chị em. Thích kiểu chị em mà ái mộ rõ ràng là tại sao mình làm con gái mình thành công. Và người ta ái mộ vấn đề là tại sao làm phụ nữ đẹp như vậy, trong khi người ta là con gái thật sự, người ta không làm đẹp được như mình. Bây giờ người ta ái mộ như vậy, nhưng người ta không yêu mình như ngày xưa. Nhưng ngược lại những anh thanh niên ngày xưa mà con trai thích Lâm Chí Khanh là thích kiểu ái mộ, thì ngược lại bây giờ là yêu. Nói bây giờ vẫn thích em hình ảnh bây giờ hơn ngày xưa. Rất là nhiều người như vậy. Chị có chắc là người ta yêu chị không? Người ta vẫn nói mà, người ta vẫn nói ra như vậy mà. Nói em nhìn con gái vậy, nhưng mà tại người ta nói giờ người ta gặp mình đi đâu người ta cũng hỏi là trời ơi Lâm Chí Khanh ngày xưa vậy. Ta mình hỏi là em hỏi thiệt nha, anh thích em hình ảnh ngày xưa hay là anh thích gì? Thì người ta nói là anh này anh hỏi em hỏi anh trả lời thiệt, ngày xưa là anh ái mộ em với cái live show đầu tiên quá hay, nhưng bây giờ em là con gái em quá đẹp, anh bây giờ anh thích em hơn ngày xưa luôn. Lúc thời gian Khánh Chi mới về làm con gái về, Khánh Chi không có đẹp thật sự. Lúc đó khán giả chỉ tò mò thôi, coi Lâm Chí Khanh chuyển giới như thế nào thôi. Khánh Chi vẫn công nhận một điều, lúc mới về Khánh Chi rất là cứng, không đẹp, nên khán giả người ta không thích nghe thời điểm đó. Đúng rồi, người ta chỉ tò mò thôi. Lúc này nghe thời điểm đó đúng chính xác rồi. Khánh Chi làm cái live show, nếu em được chọn lựa, Khánh Chi bị thất bại một lần nữa. Đâm ra làm cái sự nghiệp phát triển Khánh Chi nó bị chững lại. Từ khi mà live show nếu em được chọn lựa đến bây giờ là 3 năm nay, bắt đầu bây giờ Khánh Chi mới tung ra sản phẩm âm nhạc, ra nghe thời điểm từ chuyện luôn.
mà bây giờ Khánh Chi mới cảm thấy là mình hoàn hảo được cái sắc đẹp của mình và mình tự tin 100% để mình bước ra đường hay mình đứng trước khán giả, và mình cũng cảm thấy là bây giờ mình đã hoàn hảo rồi. Và hiện tại bây giờ Khánh Chi đi đến đâu khán giả người ta đều rất là thích, tại vì thời gian đầu thực sự đi ra người ta chỉ tò mò thôi, con mình nói đó đúng là ngày xưa tò mò ta thấy là mình không có đẹp như người ta mong muốn, ta nói sẽ còn bị cứng quá, hay là báo chí cũng góp ý á, thì cái đó báo chí góp ý cái thời gian là rất là đúng. Thứ hai là khán giả cũng chào đón mình muốn xuất hiện quá, rồi mình lúc đó cũng không bình tĩnh được, đúng. Thứ nhất cũng chạy theo cái luồng đó luôn. Công chúa thời điểm đó không có một manager nào giỏi và không có cái chiến lược giỏi cho công chúa tự mọi thứ, đến bây giờ công chúa vẫn chưa có manager, công chúa phải tự làm mọi thứ. Thành ra cái tính toán của mình nó hơi bị hấp tấp quá, thành ra làm cho cái bước khởi đầu của công chúa bị khựng lại. Thứ nhất, đúng ra như người ta làm con gái về là không ai đẹp liền, 2 năm sau mới đẹp, thì để 2 năm sau bắt đầu hãy xuất hiện. Và tại vì ngay cái thời điểm đó công chúa bị lộ cái hình con gái ra, rồi khán giả cứ rầm rộ, báo chí phỏng vấn quá nhiều đi, mọi người cứ hay hối thúc mình xuất hiện, đâm ra là mình không giữ được cái bình tĩnh, mình xuất hiện quá sớm thì cái sắc đẹp mình nó không hoàn hảo, mà khán giả người ta là muốn mình làm con gái là phải đẹp hơn nữa, như vậy người ta chưa sướng mắt. Đâm ra là ngay cái thời điểm đầu khán giả người ta tò mò, người ta đi xem mình, nhưng người ta khi người ta đi xem mình rồi, người ta thấy là không có đẹp như người ta mong đợi, người ta nói là còn cứng này thế này nọ kia. Không, cũng đúng, ngay thời điểm đó người ta nói Khánh Chi còn cứng là người ta góp ý đúng. Chính vì những lời góp ý đó, đến ngày hôm nay Khánh Chi phấn đấu để trở thành một người hoàn hảo. Mặc dù bây giờ đã hoàn hảo mà Khánh Chi cũng vẫn muốn là mình phải đẹp hơn nữa, chứ chưa muốn dừng ngay thời điểm này đâu. Lúc ngày xưa ở nhà, tại vì gia đình Khánh Chi biết Khánh Chi là cái tính vậy từ xưa, từ nhỏ lớn mà. Tại Khánh Chi sống gia đình Khánh Chi rất là thoải mái, ba mẹ Khánh Chi rất là thoải mái cái vấn đề này, biết con mình giới tính vậy vẫn thương. Năm ra là mình sống nhà rất thoải mái, không có gì mình giấu á, mình yêu ai mình cũng dẫn về nhà, cái chuyện rất bình thường. Nên năm nay mười mấy tuổi là ông bà biết. Thì 15-16 tuổi bắt đầu biết yêu là coi như là ở nhà biết chắc từ nhỏ rồi. Tại nhỏ là Khánh Chi thích cục khăn, cục đồ, thép băng đô, nói chung đồ ngắn là đã thích rồi. Nhưng mà lớn lên nổi tiếng đi cái bị gồng, hiểu không? Chứ cái giới tính Khánh Chi từ nhỏ lớn rồi. Ở nhà thì không buông sỏ nhà cột, nhiều khi thích lấy mấy cái khăn cột gì đó và nhảy trên giường bên này, nhảy bên kia, đó là bay rồi làm tiểu đồng nữ gì đó. Lúc đó thì xưa lúc đó nói với ông bà thế nào, lúc đó ông khi bà, mà mình lần đầu tiên mình nói về cái vấn đề giới không tính. Có dám nói về giới tính, nhưng mà tại vì ba má thương quá, mình thấy mình làm gì ông bà không la gì hết, cái mình biết là ông bà không la rồi mình không sợ luôn. Chứ mình đâu dám mình nói con như vậy, không nói, nhưng mà mình biết ba mẹ mình biết mình vậy, mà tại vì ba mẹ mình rất là mong có một đứa con gái, em ra thấy mình cũng giống gái, ba cũng thương luôn, ba cũng không có mà la đẹp gì đúng mà đẹp. Khánh Chi ở nhà là ai cũng gọi công chúa không à, bố mẹ đi gọi là công chúa, rồi đi hát xong rồi vô đoàn solim đêm hát nữa, ai cũng kêu công chúa. Năm ra cái từ công chúa này nó có từ lúc còn làm trai. Bây giờ nhiều khi mình làm gái rồi cái biệt danh công chúa nó theo mình, các khán giả nó nè làm sao tự phong cái gì, tự quyết định mình làm công chúa vậy. Nhưng thật sự mọi khán giả không hiểu một điều là cái tên công chúa này là của tất cả mọi người kêu mình, ta thấy mình tóc vàng, mình làm con trai mà để tóc vàng, mình yếu mình đẹp đẹp cái kiểu mà yếu người ta gọi công chúa. Với là gia đình Khánh Chi, ba mẹ Khánh Chi cưng Khánh Chi lắm, và nhà Khánh Chi thì xây cái kiểu như là công chúa cung điện vậy đó. Tâm ra là tất cả ở dưới quận 9 nó xây cái tòa nhà lớn vậy đó, cả đồ gỗ chạm làm như cung điện vậy đó, cung điện mà của thời xưa á. Tâm ra ai cũng kêu mình công chúa là lý do cái công chúa phòng này, của công chúa chắc là cũng giống cũng trang điểm như kêu công chúa vậy đó, nguyên cái gương to mấy thước vậy đó. Như công chúa vậy đó. Giường á là giường đá đó. Đó, giường đá loại tốt nhất á. Giường công chúa hiện tại dưới nhà quận 9 vẫn là giường đá, màn kéo rèm là như công chúa như xưa y chang vậy. Đâm ra lúc con trai Lâm Chí Khanh là đã ở cái phòng vậy rồi, cái nickname công chúa là tất cả mọi người người ta gọi như vậy rồi. Đâm ra làm con gái là tự làm con gái lúc đó hot quá thì mọi người mới gắn cái tên vô, chứ ngày xưa nó chưa nổi tiếng thì cũng đâu ai để ý làm gì đâu. Nói chuyện với công chúa thì em không thấy công chúa ở một bất cứ một cái ưu điểm nào hết cả. Ưu điểm của công chúa hả? Ưu điểm của công chúa là đôi lúc công chúa hay nóng tính, thì đó cũng là một cái ưu điểm. Những anh em nghệ sĩ trong nghề như vậy công chúa quen công chúa không nói chuyện. Đó là cũng là một cái bất lợi của mình đó. Nhiều khi người ta nói mình chảnh chẹ, thật sự mình không chảnh chẹ. Người đó chỉ cần cười mình cái thôi, hay là gì là mình làm mình, hay là nói mình chữ thôi, mình làm nói chuyện vui vẻ liền. Mình cũng có một cái vị trí và mình cũng có một cái tự ái. Nhiều khi mình nói chuyện với nó lại không nói chuyện mình. Nhiều khi tụi nó nhỏ, mới lớn, mới trẻ, và mình đi hát bao nhiêu năm rồi, đương nhiên mình phải có một cái giữ ý tư của mình. Chứ còn mình là sống không phải là một người giả lạ. Gặp ai cũng nói chuyện. Mình có một cái sự cố gì từ cái việc đó không? Khánh Chi nghĩ là chắc chắn là phải có.
nhiều khi như vậy mọi người người ta không thích mình, nhưng mà người ta không thích mình đâu, fan ta nói là người ta không thích mình đâu, nhưng mà mình cảm nhận được cái đó nó cũng là một cái yếu điểm của mình. Thí dụ như mình thật sự giờ mình mở lời mình nói chuyện trước mình chẳng biết nói gì, chẳng lẽ giờ mình khen người ta đẹp mà nhiều khi người ta không đẹp mình khen người ta đẹp. Có nhiều người khen chị thấy cái người đó đâu có đẹp đâu, gặp vô chó sao chị đẹp vậy, mình đứng kế bên mình mắc cười là mình biết cái người nó xạo, mình không làm như được. Nghệ sĩ gặp nhau chỉ có cái là trời ơi sao mặt mình đẹp quá vậy, trời sao em đẹp quá vậy, nhưng khi không hề đẹp là giả lả nó xạo. Mình không nói xạo được, đẹp thì mình khen đẹp, không đẹp với trong mắt mình sẽ không bao giờ mình khen, chứ không thể nào mình khen để cho người khác vui được. Trong giới mình ăn thích khen đẹp đúng không? Dạ đó, mình không làm vậy là mình làm không làm được. Mình không có cái gì để bắt chuyện để nói chuyện với người ta. Thí dụ có dịp gặp nhau làm việc thì rất là thoải mái, có dịp gặp nhau làm việc rất là thoải mái. Em út mà nó nhỏ nó chào mình cái là mình nói chuyện nó liền, còn nó không chào nó không nhìn mình mắc mới mình phải nhìn nó. Hương Giang có bao giờ chào chị chưa? Hương Giang thì ngày xưa nói chung là bữa đó nói là không muốn nhắc tới Hương Giang nữa, thật sự muốn nhắc tới Hương Giang nữa, tại nhắc tới Hương Giang mất công là mình nói cái gì mình tính mình hay nói thật. Dạ. Nói ra mất công mọi người nó nghĩ là mình ghét Hương Giang, nhưng mà hôm nay mình đứng chính lên luôn, thật sự mình không hề ghét Hương Giang. Tại do Hương Giang, cách cư xử Hương Giang để cho mình với Hương Giang không thân với nhau được. Dẫn chứng là nếu như mà Khánh Chi có một cái sự ganh tị về sắc đẹp của những người chuyển giới giống Khánh Chi, thì Khánh Chi không bao giờ đào tạo 15 em rất là đẹp, đẹp hơn Hương Giang rồi. Nếu Khánh Chi ganh tị, Khánh Chi mấy đứa đó nó mới 18, 20, 22 tuổi à, nó quá trẻ, nó quá đẹp. Nếu Khánh Chi ganh tị, Khánh Chi đâu có thành lập cái nhóm The Win chi đâu. Khánh Chi không bao giờ có sự ganh tị với một người nào hết. Nếu như người đó đẹp hơn Khánh Chi đem người ta ra, Khánh Chi làm điểm nhấn để cái chị phấn đấu bằng người ta, chứ không bao giờ mình ganh với người ta quá đẹp, mình ganh với người ta mình chẳng được cái gì hết. Mình mang cái tiếng xấu, ông trời ông cho ai người đó hưởng, cái người đó sinh ra người ta làm nữ hoàng, người ta làm nữ hoàng, người ta làm công chúa, người ta làm công chúa. Mình có muốn cũng được, nhưng mình có thể đem người ta ra làm một cái điểm nhấn để mình cố gắng mình phấn đấu. Ví dụ đơn giản thôi, ví dụ Mỹ Tâm đi, nổi tiếng quá, hát hay quá, Khánh Chi rất là ái mộ Mỹ Tâm. Không bao giờ có sự ganh tị những người nào mà quá hay, không Khánh Chi không nhận ganh tị giống như Mỹ Tâm. Lúc nào Khánh Chi cũng đem Mỹ Tâm ra làm cái điểm nhấn để phấn đấu bằng cô ấy. Ta nổi tiếng cái chuyện quá bình thường, mình phải công nhận. Còn thí dụ như Hương Giang idol có trẻ có đẹp, phải công nhận nó trẻ đẹp bình thường. Mới nói gì phải ganh tị với Hương Giang. Công chúa là công chúa là lớp đàn anh đàn chị, đi trước Hương Giang rất nhiều. Hương Giang không có gì hơn được công chúa, mất mới mình cứ phải ganh. Nói lại mọi người hiểu nè, không bao giờ có chữ ganh với Hương Giang và không bao giờ ghét Hương Giang. Tại do Hương Giang, cách cư xử Hương Giang quá dễ, và Hương Giang bị vô lễ, bị hổn. Không riêng với công chúa, ai Hương Giang cũng vậy, đâm ra công chúa không chơi. Nó ghét chứ, nó em út mà ghét cái gì. Một ngày đó Hương Giang ở đồ mà gặp Khánh Chi nói chuyện nhẹ, đàng hoàng lịch sự, chào lễ phép vô, Khánh Chi ok Hương Giang liền. Chị em vẫn vui vẻ, nói chuyện vui vẻ liền, không hề ghét nó thật sự. Kết hợp chung chị em, đâu có gì đâu, đâu có gì ghét đâu. Con người biết sai, biết lỗi, biết nhận lỗi. Người ta nói đánh kẻ cho đi chứ không ai đánh người quay lại. Chứ sẵn sàng nếu em út nó biết chuyện biết điều bình thường. Mình nói về chuyện tình cảm nha. Ok. Chuyện quan trọng nhất trong chuyến xe này, chị có xác nhận là DT có nghĩa là đang trường hay không? Nói chung ra là Khánh Chi đã trả lời trên báo rồi. Đây là một sự trùng hợp đi. Không phải đang trường. Không phải đang trường. Vậy là ai vậy? Tao nói là Khánh Chi không muốn cho biết cái người bí mật là ai. Khánh Chi mới viết tắt. Thì vô tình viết tắt thì lại bị tại sao mọi người nó đang trường sao nó đứt tiếng, hãy đăng thịnh cũng được vậy. DT đâu phải là phải chắc chắn phải là đang trường đâu. Dạ. Mà Khánh Chi nghĩ là tất cả những người mà thân với Khánh Chi hay là những người bạn Khánh Chi ngày xưa thì sẽ biết người yêu của Khánh Chi đó là ai. Vậy được rồi. Vậy thì có lời gì nói với đang trường hay không? Nếu mà khi mà đang trường vô tình bị kéo vô cái vụ này. Tại vì do vấn đề là viết tắt thì Khánh Chi với đang trường cũng hiểu. Thành viết tắt mà viết tắt thì vô tình lại trùng tới đang trường thôi. Và cái vấn đề đó thì có một dịp là nó gặp đang trường Khánh Chi sẽ nói. Nếu đang trường mà mở miệng nói Khánh Chi gì Khánh Chi sẽ giải thích. Ok rồi. Cái cuối cùng là mình hát lại một số bài. Trời ơi mà hát hả? Thế gì? Ok hát, nhưng mà bây giờ trước khi hát mà phải nói. Đâu. Bây giờ thật sự ra cái giọng của công chúa bây giờ nó đã bị biến đổi rồi. Dạ nó không còn độ bass dày như ngày xưa nữa. Bây giờ con hát bài ngày xưa thì thật sự nó cũng không ra. Ta cũng vẫn muốn nghe, mà ta cũng như người ta vẫn muốn nghe, mà ta vẫn hiểu mà. Người ta sẽ hiểu cho công chúa nhưng mà người ta vẫn muốn nghe. Hôm nay chợ tự nhiên bây giờ phải hóa trang ở thành Lâm chứ không chợ thật sự rầu dễ sợ ngầu luôn. Nó biết mình làm có ra ngày xưa không nữa. Nhưng mà mình nghĩ là khán giả cũng sẽ hiểu là tại nhiều fan cũng muốn thấy là hình ảnh của Lâm Chí Khanh ngày xưa thì hôm nay
mới nhận lời yêu cầu của bên sao ta mới hóa trang lại. Dạ. Tại vì sao thay đồ chứ? Tại vì sao lúc nãy mặc đồ nam bây giờ lại mặc đồ nữ? Lúc nãy mặc đồ nam là do bên sao ta yêu cầu Khánh Chi hóa thân lại, hoài niệm lại Lâm Chí Khanh thời năm 2000. Bây giờ mình đã hóa thân xong rồi, xong cái trách nhiệm mà theo lời yêu cầu của bên Star ta rồi. Bây giờ mình phải trở lại với hình ảnh phụ nữ mà hiện tại bây giờ đã ước mơ thực hiện được ước mơ của mình. Và cảm thấy thoải mái hơn không? Cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là thoải mái khi mặc bộ đồ đúng với cái sở thích của mình. Lúc nãy chị có nói đề cập tới cái việc mà mình hiện đây đang có cái không vẻ đẹp hoàn hảo nhất khi mà là con gái rồi. Thì đấy, nhìn ba góc máy thì có thể cho mọi người thấy cái vẻ đẹp nó ở mức độ nào. Thì nói về cái vẻ đẹp hiện nay mà công chúa cảm nhận được là mình đang đẹp nhất. Nói chung ra thì Khánh Chi thấy hiện tại bây giờ Khánh Chi đang hoàn hảo về cái nhan sắc của Khánh Chi, sắc đẹp của mình hiện giờ. Nếu mà bây giờ được lựa chọn ngày xưa với cái vẻ đẹp của ngày xưa, và được lựa chọn là một cô gái như ngày hôm nay, khoảnh khắc nào nó sẽ hạnh phúc hơn? Theo như công chúa chia sẻ cũng có những mối tình là nam mà đúng không? Ngày xưa lúc Khánh Chi còn làm con trai, Khánh Chi yêu một người đàn ông thật sự, thì thật sự lúc thời điểm đó Khánh Chi chỉ được cái tình yêu một chiều là Khánh Chi yêu người ta thôi. Người ta chỉ thương Khánh Chi là do Khánh Chi quan tâm, lo lắng, chu đáo. Cái tình cảm Khánh Chi đặt cho người ta quá nặng đi. Ta thương Khánh Chi là vì cái tính tình. Chứ thật sự người, không có người đàn ông nào thật sự mà yêu một người mà không phải là con gái. Ngày xưa là Khánh Chi yêu người ta không yêu Khánh Chi đâu. Người ta chỉ thương Khánh Chi thôi. Cuối cùng người ta bỏ Khánh Chi, người ta đi lấy vợ. Thì Khánh Chi cảm nhận được cái vấn đề mình lo cho ta quá nhiều mà người ta bỏ mình như thế nào, mình đau khổ như thế nào. Và Khánh Chi xém chết lên chết xuống mấy lần như vậy, mua thuốc tự tử đi vô bệnh viện luôn. Nên Khánh Chi quyết định làm con gái để mới có được cái hạnh phúc thật sự của hai chị. Có bao giờ có một đại gia nào đó tìm đến chị? Rất là nhiều đại gia thích Khánh Chi, nhưng Khánh Chi không yêu, Khánh Chi không dám đến người ta. Người đàn ông hiện tại của công chúa có nghĩ có phải là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời mình? Công chúa sẽ không nói trước, nhưng ngay thời điểm này thì Khánh Chi cảm thấy Khánh Chi rất là hạnh phúc. Và hai người hiểu nhau, hạnh phúc, thương yêu nhau. Đúng là tình yêu hai chị, muốn đi đến với nhau bằng một cái đám cưới cuối năm nay. Hạnh phúc được ngày nào mình thì mình chọn vẹn đó. Nhưng Khánh Chi cố gắng vun đắp và giữ được cái tình yêu lâu bền với cái người đàn ông Khánh Chi hiện tại bây giờ đang có được cái tình yêu. Đám cưới của chị sẽ như thế nào? Thì hiện tại bây giờ Khánh Chi đã lên kế hoạch đám cưới rồi. Áo cô dâu đã được thiết kế rồi, đang trên quá trình là kết. Tại vì đồ của công chúa chắc chắn sẽ là một cái áo cưới công đúng thương hiệu mọi người đã dành tặng, đó là công chúa. Và đám cưới Khánh Chi sẽ theo phong cách cổ điển. Kịch bản bây giờ hiện tại bây giờ bật miếng tiếng luôn là kịch bản đã lên xong hết rồi. Đây là một cái kịch bản có dựng và có tập dượt để cho cái buổi diễn nó sẽ thêm long trọng hơn. Và Khánh Chi cũng muốn làm một sự đặc biệt và hy vọng rằng là cái đám cưới Khánh Chi cũng sẽ có rất là nhiều người đón nhận. Khánh Chi là một trường hợp của người chuyển giới giàu có và có tiền và may mắn trong cuộc sống. Còn nếu mà những người chuyển giới không có những điều kiện như Khánh Chi thì họ phải làm để đấu tranh trong cái cuộc sống này của họ. Rồi, Khánh Chi cũng chia sẻ luôn. Hiện tại bây giờ là cũng có một cặp chuyển giới, chị cũng bình thường thôi, chị không nghèo cũng không giàu, chị bình thường thôi, chị vẫn hạnh phúc. Chứ ngày xưa Khánh Chi cũng nghe nhiều người nói là làm con gái gì hạnh phúc lắm. Mình nghe nói thôi, nhưng thật sự mình chưa có thấy tận mắt. Đó là mình không có tin lắm, mà mình cũng nửa thích nửa không, nửa lo nửa sợ đủ thứ mọi chuyện. Nhưng khi Khánh Chi làm con gái rồi, Khánh Chi mới thấy thật sự không giàu người ta vẫn yêu nhau bình thường. Không, chứ nói rồi, tại khi mà người đàn ông người ta quan trọng nhất là cái vấn đề một quan hệ tình dục. Thì chuyển giới rồi, cái bộ phận tình dục của mình y chang như một người phụ nữ, chỉ đâu con trai người ta yêu thôi. Rồi cộng với cái tính tình của mình, quan trọng cái cách sống mình như thế nào để mình giữ được người đàn ông và mình có được hạnh phúc là do bản thân mình. Đối với chị, cách sống của chị thế nào? Khánh Chi thì đã yêu ai rồi thì Khánh Chi không có so đo những người yêu của mình. Và con gái lúc nào cũng phải là một người nhường nhịn. Và con gái không được nên nóng tính, tôn trọng người đàn ông trước mặt đám đông, đặc biệt người đàn ông người ta thương mình nhiều nhất, thì con gái đừng nên sống vì tiền. Tại vì sống vì tiền, xã hội bây giờ con gái đua theo, ai cũng sống vì tiền, ai cũng đua đòi. Nhưng đàn ông bây giờ người ta rất là khôn. Có nhiều người ta biết là lợi dụng người ta, người ta vẫn cho. Tại sao? Tại người ta quá giàu, người ta thương mình. Đâm ra Khánh Chi nhìn ra được cái điều đó. Khánh Chi không bao giờ sống với ai mà vì tiền hết. Tại cuộc đời giờ không ai ngu ngay đâu. Mình thông minh, có người khác thông minh hơn mình. Riêng chị thấy mình là một mẫu hình phụ nữ hiện đại hay là truyền thống? Nói chung Khánh Chi là nửa hiện đại, nửa truyền thống. Cái nào đáng truyền thống? Truyền thống thì đã thấy rồi. Còn hiện đại là nó ở mức độ nào? Hiện đại thì như là hiện đại giống như thì mình theo phong cách thời trang, thủy hiếu vậy thôi. Nhưng cái cách sống quan điểm Khánh Chi vẫn thích sống an phận, chung thủy, yêu ai yêu người, hết người này, dứt điểm,
mình đến với người khác, nó chia sống nhà quan từ việc từ xưa giờ như vậy. Tiếp xúc được nhiều người đàn ông khác nhau thì có bao giờ chị ngoại tình chưa? Chưa bao giờ. Khi cái cảm xúc với một người khác ngay khi lúc mà mình đang có chồng hoặc là có người yêu. Khánh Chi từ xưa giờ chưa bao giờ biết ngoại tình là gì. Giống như bây giờ mình đang có người yêu đi, đang sống người yêu đi, mình đi ra đường, đi một cái tiệm ở đó, ví dụ gì, mình gặp một người đàn ông quá hoàn hảo đi, thì mình có ái mộ người đó. Nhiều người đàn ông người ta quá tài giỏi, người ta quá ok, mình vẫn ái mộ. Chứ mình đã biết mình đang có người yêu rồi, mình đâu có thể đến với người ta được. Chứ đừng nói là chuyện mà lên giường không bao giờ có. Về cái việc quan hệ tình dục của công chúa thì thế nào? Nó có gì những cái điều đặn hay có gì khó khăn? Thì Khánh Chi quan hệ bình thường như bao nhiêu người phụ nữ khác vậy đó. Khi nào anh ấy thích thì mình chiều vậy thôi. Con gái sao Khánh Chi vậy? Không có khác một cái gì hết. Với lại tùy theo sức khỏe mọi người. Ví dụ người nào mạnh thì có thể quan hệ nhiều trong một tuần. Còn người nào mà yếu một tí thì ít lại chút xíu. Thì chị với chị là mạnh hay yếu? Khánh Chi là... Nói chung là Khánh Chi không yếu. Nói vậy thân gái mà hỏi gì chúng chắc là muốn chết luôn vậy. Chắc là muốn chết. Khánh Chi không yếu. Nếu Khánh Chi mà yếu thì chồng Khánh Chi cũng sẽ không yêu đâu. Tại vì thật sự đàn ông lúc nào người ta cũng quan trọng vấn đề tình dục. Rồi sau đó là tính cách của con người. Hai cái đó để quyết định đi đến bền lâu hay là không. Nếu mà mình con gái mà mình yếu về cái vấn đề sinh lý thì Khánh Chi nghĩ cũng sẽ ảnh hưởng, sẽ làm cho chồng mình sẽ dễ bị đi ngoại tình. Cái đó là mình không trách người ta được. Con người sinh ra người ta nhu cầu yêu đương, người ta tình dục là nó phải đi đâu với nhau. Đừng ai đó mà yêu đương không có không quan hệ tình dục vẫn yêu. Cái khó lắm đó. Dạ. Về sức khỏe tương lai của chị có nghĩ là nó sẽ bị hạn chế không? Sức khỏe thì Khánh Chi hiện tại giờ vẫn yếu hơn ngày xưa. Duyên trí nhớ cũng vậy. Tuổi thọ này kia nó cũng sẽ giảm đúng không? Giảm 10 năm. Mình đã có sự chuẩn bị gì cho những cái tương lai đó chưa? Tương lai mình một điều là sợ nhất là biết gì không? Tại bây giờ mình đang xinh đẹp thì mình có chồng yêu thương mình. Nhưng sau này thí dụ đặt trường hợp mình lớn tuổi mình không đẹp nữa, chồng mình yêu thương nữa thì mình sống mình đã hưởng thụ được quá nhiều rồi. Chứ dần sau giờ mình sẽ ăn chay trường. Cuộc sống một mình của chị sẽ thế nào? Chắc chắn mình không sống một mình sẽ sống với những người nào mình bạn bè yêu thương mình đó, sẽ sống chung với họ. Chứ sao mình sống mình được. Và sợ một điều nhất là cái gì không? Lớn tuổi muốn mình quên. Sợ không nhớ. Bây giờ là sợ nhất là quên. Ngày xưa học bài nha, nghe một bài hát đó nha, hát đi hát lại 4-5 lần thôi là thuộc, cũng gần thuộc. Bây giờ học 3 ngày mới xong. Khi mà công chúa quên thì công chúa sợ công chúa quên điều gì nhất trong cuộc đời? Sợ quên nhất là người ta yêu thương mình và cái người ơn nghĩa với mình. Cái điều cuối cùng là nãy giờ em có cảm nhận công chúa yêu thương gia đình, yêu thương bố mẹ, nhưng mà gần như là ít khi cái thể hiện cái sự đó ra đúng không? Trước khi chuyển giới là công chúa dọn ra ở riêng. Tại ba mẹ không chấp nhận đông ra phải dọn ra ở riêng. Thì từ đó đến giờ là công chúa chỉ có về thăm nhà thôi. Như là ngày xưa làm con trai công chúa cũng đi hát nhiều lắm. Đi cả tháng này tháng nọ. Nên đông ra là cũng ít gần nhà. Công chúa cũng chưa bao giờ mở miệng, công chúa nói với ba mẹ công chúa là công chúa thương ba mẹ công chúa. Nhưng mà công chúa cực kỳ thương ba mẹ công chúa. Ba mẹ công chúa sợ công chúa làm gái không đẹp. Sợ người ta cười. Ta nói con làm gái không đẹp người ta cười con. Thì ba mẹ nói đúng. Lúc đó công chúa cũng lo, không biết làm có đẹp không. Năm ra mà thích quá rồi, hãy làm luôn. Bây giờ ba mẹ công chúa thương công chúa hơn ngày xưa. Vậy thì lúc nãy công chúa chưa bao giờ nói là yêu thương ba mẹ. Thì trong cái chương trình hôm nay có thể nhìn ống kính để gửi một cái lời gì đó đến với ba với mẹ. Nếu như mà ba mẹ có một dịp hay là vô tình mà xem được cái clip phỏng vấn này thì lời đó đầu tiên thì từ xưa giờ công chúa bây giờ nói thương ba mẹ. Nhưng hôm nay con sẽ nói, con rất là thương ba má và rất là mang ơn ba má đã đẻ con ra. Có những lúc khó khăn ba má giúp đỡ con. Rồi nói chung ra là ngày nào con cũng đút ngang con nguyện cho ba má sống lâu trăm tuổi. Là câu đầu tiên là con đút ngang xong rồi con nói câu đó xong con mới dái tới cái sự nghiệp của con. Thì con mong rằng là ba má hiểu được cái tình thương mà con dành cho ba má. Không thể nào ai có thể so sánh được. Và con sợ nhất một ngày nào đó khi ba má mất, con sẽ cũng không có được người nào thương con như là ba má thương con. Điều đó là điều con rất là sợ. Sợ chưa? Thôi đúng không? Rồi, ok, đầy đủ rồi. Cảm ơn công chúa.